Chiều ngày 4 tháng 10, lực lượng chức năng và người dân đang cố gắng đào bới đất cát vùi lấp xe máy ô tô ở thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An. Con lũ ống kinh hoàng vào sáng ngày 2 tháng 10 đã cuốn đi nhiều nhà cửa, đất đá bùn cát vùi lấp nhiều củ cải, trong đó có nhiều xe ô tô bị cuốn trôi theo dòng suối và vùi cát đất. Do cát đất vùi lấp quá sâu nên công tác đào bới đưa xe lên đang gặp khó khăn. Một số chủ xe cho biết họ vay mượn ngân hàng và người thân để mua xe, mong có phương tiện đi lại. Nay xe hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, nhà cửa và nhiều tài sản bị hư hỏng, ảnh hưởng.